rồi bạn nha. Ừ, bà massage cho con ạ. Ừ, thích không? Ừ. Ừ, thích không? Thích không? Trời ơi, gái con đứa ở trần ha. Ừ, bà massage cho con ạ. Trời ơi, massage xong nước cục luôn. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Con chó ơi, cô ca ơi. Nước cục, nước cục. Hello mọi người, video của ngày hôm nay sẽ lại là cái phong cách quay swatch show, nhưng mà là dạng vlog ha. Thì trên tay của Rư đang là bốn em nhỏ xinh của cái bộ son The Same, mà nó là cái phiên bản syrup. Đây, nhìn rất là cưng luôn. Rư cũng vừa mới nhận được cái bộ son này chiều ngày hôm nay luôn, cho nên là tranh thủ bấm máy và quay sớm cho mọi người xem. Cái bộ son này theo như Rư được biết là mỗi một em như thế này nó là 6.000 won Hàn, thì tính ra tiền Việt chắc khoảng 140.000 tiền Việt ha. Vậy thì son của The Same thì không phải là lần đầu tiên mà Rư swatch, thì Rư vẫn rất là ấn tượng với cái hãng này, tại vì giá son rất là bình dân nhưng mà cái kiểu dáng lúc nào cũng xinh hết. Đây là em son đầu tiên mà Rose Quartz nè. Em này là Strawberry Yum Yum Lip Syrup Strawberry. Cái cảm giác là cầm nó rất là nhẹ tay, nó có một cái lớp ni lông, cho nên là bây giờ Rose sẽ bóc cái lớp ni lông này ra. Quay dạng vlog kiểu này cảm giác nó thật hơn ha. Với lại Rư thích nữa là bởi vì edit rất là nhanh luôn, và một tuần có thể cho ra nhiều video cho mọi người xem, cũng như là có thời gian để mà chăm sóc bé Coca. Cái đầu của nó như vậy nè mọi người, cái đầu son nó vậy nè, còn cái nắp thì nó như vậy. Rư sẽ xài tay quá. Bóp một phát ra cả đống, ở ngoài màu hồng nhưng mà bên trong thì nó lại đỏ. Ủa không, bên trong cũng là hồng nhưng mà là hồng chóe. Sao tôi cứ có cảm giác hôm nay tôi đánh lông mày nó hơi bị đậm ta. Màu thì rất là bắt lên trên môi. Mùi nó hơi bị ngọt ha. Hình như là son của The Same thì bộ nào cũng có mùi hết. Cái màu thì mặc dù là trên tay Rư nó rất là nổi nè, nhưng mà tại vì Rư dùng tay để Rư đưa lên môi á, thì cái màu nó dịu lại, cho nên là Rư nghĩ là cái này đánh đi học cũng xinh ha. Son này thì nó hơi có một chút xíu độ bóng, và nó Rư lướt hai cái môi trên nhau nó rất là đã nha, nó kiểu mềm mềm, nó không dính nha, nó hơi mềm mềm một xíu. Khi mà Rư đánh lên môi thì Rư không ngửi thấy mùi, nhưng mà cái tay lúc mà đưa lên môi thì nó mùi khá nồng. Hiện tại tôi thấy là môi tôi giống như là đang thoa một cái lớp son dưỡng hơn là mình đang đánh một cái loại son màu, nhưng mà cái màu này thì làm cho cái nước da của Rư nhìn rất là sáng. Và đây chính là em son Yum Yum Lip Syrup Strawberry của The Same. Bây giờ thì Rư sẽ lau cái màu này đi và đến với lại cái màu tiếp theo. Bởi vì Rư thích sô-cô-la cho nên màu này Rư sẽ để cuối cùng. Tiếp theo Rư sẽ đánh là cái màu trái đào ở đây. Em này ở cái vỏ ngoài thì nó là một cái màu cam sữa nè, nhưng mà không biết bên trong nó là màu gì. Son đi rất là dễ luôn. Lại là một kiểu son mà Rư thích. Hy vọng là cái màu bên trong nó giống được cái màu của cái vỏ. Trời ơi, cái màu của cái vỏ nó dễ thương quá. Hôm bữa Rư coi lại cái video son que kem, Rư thấy nó bị blur khá nhiều. Xin lỗi mọi người. Thì bình thường hồi xưa Rư quay là anh bé chó sẽ quay cho Rư và quay bằng cái máy chuyên nghiệp hơn á. Nhưng mà dạo này có Coca thì để tiết kiệm thời gian edit video á. Tự ra là một video swatch son edit nó cũng tầm 6 tiếng đồng hồ. Thì để tiết kiệm thời gian edit video thì Rư chuyển sang quay cái máy này và Rư tự quay, cho nên là lúc mà Rư quay Rư không có thấy được, thế nên là đợt đó bị ao nét cũng nhiều, cho nên là Rư đã rút kinh nghiệm và quan sát cái màn hình kỹ hơn để mà cho mọi người cái chất lượng hình ảnh nó xịn nhất có thể. Cái mùi này dễ chịu hơn mùi nãy nè. Chết rồi, nó có dính không? Hên quá. Rồi bóp một phát, tôi thấy nó ướt nhẹp từ hồi nào á. Cứ tưởng là nó bị dính lên mũi. Đây là màu tiếp theo.
lè luôn ha, nhưng mà blend ra thì nó ít lắm, nó chỉ bong bóng như vậy thôi nè. Hy vọng là lên được cái màu cam giống như cái vỏ. Lên môi màu nó cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà hình như cái môi rưu nó bị dính cái base hồng của cái son hồi nãy hay sao mà cái này lên nó cũng không cam lắm. So với lại cái màu hồi nãy thì tôi thấy cái màu này cái độ bóng nó nhiều hơn và nó rõ hơn nè. Màu này thì nó không hẳn là cam, tôi nghĩ nó là hồng cam thì đúng hơn. Và bởi vì cái môi rưu nó đang bị dính màu hồng nhiều á, cho nên là mọi người thấy cái son nó sẽ ngả hồng trên môi rưu hơn chút xíu. Nói về trẻ thì tôi nghĩ là cái màu này trẻ hơn cái màu hồi nãy. Và cái màu này cũng dễ đánh hơn cái màu hồi nãy. Kiểu như là nó cũng không có kén da và không kén trang điểm. Tôi nghĩ cái bộ son này rất là hợp để mà trong cái mùa back to school luôn. Bản thân Rư thì chưa có video back to school nào hết, cho nên là hy vọng mấy bạn xem đến đây thì xem như đây cũng là một video back to school. Đến đây thì cái mùi này nó sực lên trên mũi của Rư và Rư cảm nhận được là nó khá là ngọt. Màu son này đánh nhìn rất là trẻ và Rư cảm nhận được là Rư rất là thích cái màu này luôn. Và đây chính là em Yum Yum Lip Syrup Peach của đời xem. Cảm giác cái môi mình rất là mỏng. Bây giờ tôi sẽ đến với lại màu số 3. Nó là màu cherry, màu đỏ. À, bông tai cherry. Đến bây giờ Rương mới để ý là cái lớp vỏ, cái lớp gọi là cái gì ta, cái lớp giấy bóng ở ngoài nó chỉ có một nửa chai rồi mọi người. Mắc cười không? Chứ không phải là nó hết cái ống này mà nó chỉ có nhiêu đây. Em này là cherry cho nên nó là một cái tông rất là sậm. Giống tương cà chua quá. Màu này xinh ta. Nãy giờ Rư thấy màu nào Rư cũng nói xinh đó. Xinh ha. Màu này xinh thiệt. Cũng là hồng. Đỏ nhưng mà lên môi mình nó hồng nè. Nhưng mà nó Rư cảm giác nó hợp với Rư hơn so với hai cái hồi nãy. Đây là màu mọi người nên mua nha. Xinh quá. Cảm giác cái môi mình nó rất là thu hút. Mùi thì mọi người bỏ qua cái chuyện mùi đi, tại vì son của The Same mình luôn luôn có mùi. Nhưng mà cái màu thì tôi thấy rất là và hồi hộp quá. Đến màu cuối cùng, sô-cô-la. Hôm bữa trong cái bộ son que kem của The Face Shop á, thì sô-cô-la vỏ là cái màu đỏ đất. Mấy loại này thì ha. Ôi nó không phải đỏ đất mà nó là sô-cô-la thiệt luôn á. Tại sao hãng lại làm ra cái màu này ta? Mọi người thấy không? Nó là nâu luôn á. Rồi đang suy nghĩ không biết con nên đánh cái này không. Có một cảm giác không lành. Chắc là người ta đã tính đến cái tình huống là cái màu này cộng với lại cái màu môi á, nó sẽ ra một cái tông không tới mức là nâu như vậy. Rồi nghĩ là nhà sản xuất đã tính đến cái tình huống đó, cho nên là cái bảng swatch trên tay nó là nâu rất là rõ luôn, nhưng mà lên môi thì nó lại ra cái tông ngả đỏ đất. So với lại mấy màu hồi nãy giờ thì cái màu này nó cá tính. Rồi cảm giác là nó lai lai đỏ đất với lại cam đất á, chứ nó không không phải là nâu đâu, cho nên là mọi người hãy yên tâm. Cái bảng swatch trên tay và cái bảng swatch trên môi rồi nó hoàn toàn không có giống nhau. Nãy giờ trong số các màu đây là cái màu không kén da nhất luôn, Rư tin chắc là như vậy. Rồi vậy thì Rư đã vừa swatch xong cho mọi người bốn em Yum Yum Lip Syrup của The Same.
Bây giờ Rư sẽ tóm lại một vài ý về cái bộ son này ha. Đầu tiên phải nói là cái thiết kế thì The Same luôn luôn thắng với những cái thiết kế. Ví dụ như là Rutter Swatch, bộ son thùng sơn nè, xong rồi đến son kẹo mà nó có tới mấy phiên bản luôn. Thì Rư thấy là hình như là cả The Same cũng có làm cái son que kem thì phải, Rư nhớ. Cái son que kem mà cái son liếm liếm á, chứ không phải là cái son ốc quế. Vậy thì nói chung là bao bì của The Same lúc nào cũng hấp dẫn và bắt mắt hết, cho nên là một điểm cộng ha. Điểm cộng thứ hai là những cái màu son trên này Rư nghĩ là nó xinh. Đây, những màu son trên này thì rất là xinh và cũng rất là dễ đánh. Và cả cái màu nâu nâu hồi nãy trình swap trên tay thì nhìn rất là ghê, nhưng mà lên môi thì cũng ổn. Và cái màu Rư thích nhất là màu cherry, là cái em màu đỏ đây. Cái bộ son này là cái kiểu nó hơi hơi giống son dưỡng đó, tức là cái môi mình nó sẽ bóng bóng mọng mọng, cho nên là những bạn nào môi khô thì cũng không cần phải dưỡng môi trước đó luôn ha. Vậy thì khuyết điểm của và cuối cùng là cái giá nữa. Ví dụ như là 6.000 won là 120-130.000 thì tôi thấy đây là một cái giá rất là ổn với lại một em son. Nói về khuyết điểm thì tôi nghĩ là cái bộ son này cái mùi nó nồng. Và nếu như mà kỹ hơn một chút xíu thì cái đầu son này mình lấy tay mình chấm vô chẳng hạn thì nó hơi mất vệ sinh. Đó, thì đó là hai khuyết điểm nhỏ nhỏ của cái bộ son này. Màu Rư thích nhất hồi nãy Rư nói là màu cherry này. Cho nên là nếu như mà phải chọn một màu để mà xúi dại mọi người mua thì chắc chắn sẽ là màu này ha. Vậy thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư nha. Đừng quên subscribe channel của Rư rồi ấn chuông để mà tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo nữa. Bye.